Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đàm Huyền Anh, năm nay mình 6 tuổi. Hôm nay mình có một chương trình tên là Kẹo Bông Giòn. Mọi người thích chương trình này không nào? Mình chọn là Kẹo Bông Giòn vì mình đã biết một câu chuyện truyền thống để mà làm ra kẹo bông giòn đây. Chính là kẹo bông giòn làm từ đường. Trong cuộc sống, mọi người thích ăn kẹo bông giòn không nào? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.